Ok các bạn, tiếp tục ngày hôm nay là mình đã bảo thêm đến 50 USD ở trên cái nền tảng Covid thì các bạn. Đấy, mình không có quá nhiều thời gian nên mình có thể kiếm tiền ở trên cái nền tảng này rồi. Hai chào các bạn nha, Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cùng các bạn trải nghiệm cái nền tảng Covid này các bạn. Ok, nếu bạn nào chưa biết cách đăng ký cũng như chưa biết cách nạp rút ở trên cái nền tảng Covid này. thì mình có thể để cái link ở dưới phần mô tả của video, các bạn chỉ cần ấn vào các bạn đăng ký như bình thường thôi. Hoặc nếu như bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề đăng ký thì các bạn hoàn toàn có thể ấn vào cái link video hướng dẫn đăng ký và tham gia nền tảng Covid cũng như nạp rút mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video nhé các bạn chỉ cần ấn và các bạn xem lại thôi đấy là các bạn hoàn toàn có thể đăng ký và tham gia thành công với nền tảng Covid rồi ok thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cho các bạn một cái event rất là lớn đấy hỗ à, để hỗ trợ cho những cái bạn nào mà muốn tham gia cái nền tảng Covid ở trong cái thời điểm này nha các bạn đấy, ok thì ở trong thời điểm này thì nếu như bạn nào đăng ký tài khoản qua link của mình và tham gia với cái mức vốn đấy là 130k thì các bạn hãy liên hệ qua Telegram giúp mình nhé Đấy mình sẽ để cái link Telegram của mình dưới này. Để nhận miễn phí. Đấy là bao nhiêu? Đấy là 50k nha các bạn. Đấy 50k hoàn toàn miễn phí từ mình mình sẽ đẩy cho các bạn. Cũng như là 23k ở trên cái nền tảng Covid này. Đấy thì các bạn đã tổng các bạn đã thưởng đến là 73k nha các bạn. Nếu như các bạn tham gia về cái mức vốn 530k các bạn đã thưởng đấy là 73k nó từng với là khoảng hơn 50% nha các bạn. Đấy thì các bạn có một cái nền tảng tốt nhất để các bạn tham gia cái nền tảng Covid nha các bạn. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình nha là đăng ký tài khoản qua link của mình Đấy và tham gia về cái mức vốn đây là 130k thì mình sẽ thưởng cho các bạn đến 50k và hãy liên hệ qua Telegram giúp mình nhé để mình có thể trả thưởng cho các bạn nhé. Ok. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để các bạn có thể giao dịch theo nhóm hỗ trợ nha các bạn. Thì nhiều bạn có hỏi mình là các bạn tự giao dịch. Đấy các bạn tự chết thì các bạn không có lợi nhuận là các bạn bị lỗi lỗ chẳng hạn. Đấy các bạn không kiếm được tiền chẳng hạn. Đấy, thực ra là cái vấn đề này là do cái tâm lý của các bạn thôi. Các bạn không quản trị vốn của các bạn. Đấy, dẫn đến cái tình trạng là các bạn ham, Đấy, các bạn sẽ tắt tay và các bạn sẽ ui thì dẫn đến cái tình trạng mà các bạn sẽ thua nha các bạn và các bạn không kiếm được tiền ở trên cái nền tảng covid này nha thì mình đã có chia sẻ qua cho các bạn cách để các bạn có thể giao dịch rồi ở trong video ngày hôm trước rồi nhưng mà một số bạn vẫn không có hiểu đấy thì tại sao là cái chiến lược gọi là không lỗ chẳng hạn đấy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách khác đấy khác cách của mình một chút đấy và nó dễ hơn đấy là cách bạn sẽ giao dịch theo nhóm nha các bạn ok giờ thì mình sẽ quay vào cái nhóm nha các bạn đấy để các bạn có thể theo dõi nha Ok nha các bạn thì đây là cái nhóm đây giao dịch của mà mình muốn gửi đến các bạn đây cái nhóm này thì các bạn ấy hỗ trợ các bạn là gì các bạn hỗ trợ các bạn là giao dịch đấy đây các bạn thấy đây đang nhận lộc này, đấy các bạn thấy không họ sẽ hỗ trợ là kéo các bạn họ sẽ hô lệnh để hỗ trợ kéo các bạn đấy thì hỗ trợ kéo các bạn như nào đây Thế họ sẽ đưa những cái tín hiệu cho các bạn đây này, họ sẽ đưa những cái tín hiệu cho các bạn này để các bạn theo này ví dụ là đi theo xanh hết này đấy theo xanh hết này đấy và win này win liên tục cho các bạn đấy cái tỷ lệ thắng rất là cao nha đấy thì giờ mình sẽ giải thích cho các bạn cái lợi ích khi mà các bạn tham gia cái tham gia cái nhóm này như nào để các bạn giao dịch theo nhóm thì các bạn sẽ được hoàn vốn tối thiểu là 100 phần lần đầu nha các bạn đấy đây, họ có cái bản chia vốn sẵn cho các bạn luôn các bạn thấy thế này mình sẽ nó phần chia à, bảo hiểm vốn chắc nha bảo hiểm vốn này mình sẽ tìm kiếm cụm từ bảo hiểm vốn cho các bạn để các bạn xem đây đây tất cả mọi người sau khi theo nhóm thì mình sẽ bảo hiểm vốn này 5 đô này đấy, các bạn thấy không đấy là các bạn sẽ giao dịch theo lệnh này, đây, các bạn giao dịch theo lệnh là sẽ khi mà các bạn nếu các bạn thua đoạn, thì các bạn sẽ được hoàn toàn hoàn vốn nhỉ, các bạn đây, chia vốn này, Đấy chia vốn nếu các bạn là vốn 5$ đô thì các bạn chia chia làm 8 vòng nha các bạn, vòng 1 là 0.01, tức là các bạn sẽ lựa chọn là gì, đây mình sẽ quay lại cái nền tảng có cho các bạn xem nhé, ok nhé các bạn thì mình đã quay lại cái nền tảng có viết rồi, nếu như bạn nào mà vốn 5$ đô, chẳng hạn, đấy thì các bạn sẽ giao dịch theo nhóm như vậy, thì ờ, tức là sao các bạn sẽ chia làm 8 vòng, đây ví dụ vòng một các bạn lựa chọn là đỏ, các bạn chọn là 0.01 Đấy, thì nếu như vòng này các bạn thua Đấy, thì vòng sau các bạn sẽ giao dịch chẳng bao nhiêu Đó là 0.03 và 0.02 gì đấy Đấy, ok, giờ thì mình sẽ quay lại nhóm cho các bạn xem nhé Đây nha các bạn, đấy, thì khi mà các bạn à, tiến hành các bạn tham gia vòng 1 mà các bạn thua 0.01 Đấy, thì sao? Thì vòng 2 các bạn sẽ tham gia với cái mức là 0.03 Và nếu các bạn tiếp tục là không chiến thắng Thì các bạn sẽ giao tiếp là 0.06, 0.015 Đấy, nếu các bạn không chiến thắng cứ giao dịch như thế, cứ giao dịch như thế, đây 0.6, 0.03 này, 0.3 này, 0.6 này, 1.25 này, đến 2.6 nha các bạn. Đấy, nếu như mà tám tay này các bạn không chiến thắng một vòng nào hết, đấy thì các bạn có thể liên hệ. Đấy, người ta sẽ hoàn lại vốn cho các bạn đấy là 5 đô nha các bạn. Đấy, và nếu như các bạn nếu ví dụ các bạn đang giao dịch này 0.01 chiến thắng luôn này. Đấy thì vòng sau các bạn sẽ tiếp tục đi tiếp là 0.01. Đấy, còn nếu như các bạn thua các bạn đi không phải không, các bạn thua liên tục ấy. Đấy các bạn không chiến thắng liên tục đến 0.03 chẳng hạn mà các bạn lại chiến thắng đấy ví dụ để không 0,03 các bạn chiến thắng thì các bạn sẽ vòng sau các bạn sẽ tiếp tục giao dịch 0,01 đấy nó cứ sẽ cứ như vậy cứ như vậy. đấy khi các bạn cứ giao dịch theo cái bảng này mà các bạn không chiến thắng thì họ sẽ hoàn vốn là lỗ cho các bạn đấy các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Đấy rất đơn giản thôi. Đấy hoàn vốn cho các bạn nhá, hoàn vốn gần như là 100% nha các bạn đấy. Tại vì thường thường ấy, nếu mà theo 8 vòng này thì ít khi mà không chiến thắng đó các bạn. Đây tại vì mình sẽ qua cái nền tảng cho các bạn xem nhá. Ok các bạn đây cái nền tảng có vít để các bạn thể không? Các bạn có nước thấy là nó có bao giờ nó đi 8 vòng liên tiếp mà nó lại liên tục một cái gì đấy không? Đấy, tất nhiên là trong nhóm thì họ sẽ không đi theo một cái chiều như mình đâu. Đấy, họ thi thoảng họ sẽ đảo chiều đấy. Nhưng mà các bạn lưu ý này. Gần như là không bao giờ nó đi một phát là 8 cây. À đây, có này. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây đỏ luôn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây gì? Khi mà các bạn giao dịch trong cái nhóm này này. 8 tay nếu các bạn thua thì các bạn đã được hoàn vốn rồi. Đấy, nó rất là ok luôn. Đấy, cho các bạn là nếu các bạn tham gia đấy mà thường thường đúng không các bạn thấy không thường thường là với những cái cây mà dài như này ạ à, thì không ai mà cắm đầu cắm cổ cả đấy đúng không nếu những bạn nó cắm đầu cắm cổ ấy, thì các bạn cần vào trong cái nhóm để các bạn được hoàn vốn đấy đấy thì nó sẽ rất là ok hơn đấy còn nếu như các bạn mà tự tự giao dịch này các bạn thua đấy là do cái tâm lý của các bạn thôi không có cái gì cả đấy à, giờ thì mình sẽ thử nhá đây mình thấy là đỏ này mình sẽ thử là 10 đi đấy ok xác nhận này k năm bốn ba hai một này để xem ra gì nha các bạn mình lựa chọn là xanh <laughs> chiến thắng luôn các bạn ok nha thế là có 10 đô vào sáng à, đấy thì nó đơn giản chỉ là như vậy thôi giờ thì mình sẽ qua lại nhóm để giải thích kỹ hơn cho các bạn nhé ok thì mình đã ở ở trong nhóm nha các bạn đây các bạn thể thấy họ hô này họ hô là đỏ này xanh đỏ này xanh này đây mình sẽ xuống cuối cùng cho các bạn xem này. Đấy, ok nha các bạn, Rồi thì mình sẽ tìm này, Đấy, các bạn tìm này bảo hiểm vốn đầu tiên này đấy bài vốn này các bạn sẽ hoàn vốn 5 đô này các bạn mà giao dịch theo nhóm mà các bạn thua nha các bạn ok tiếp theo là đến này chia vốn này chia vốn ok chia vốn thì mình thấy rất là nhiều chia bảng vốn này đây đây chia vốn này đây tám phòng nha các bạn đây các bạn có thể ở đây hướng dẫn này trò chơi này xanh đỏ này đã xanh đỏ một phút này đấy các bạn lựa chọn là các bạn áp dụng theo bảng chia vốn này trong 8 vòng nha các bạn đấy các bạn nếu các bạn không hiểu các bạn hoàn toàn có thể liên hệ các bạn phương nguyễn này nha các bạn đấy các bạn cứ liên hệ bạn phương nguyễn này các bạn bạn sẽ hỗ trợ các bạn nhé đây lên ca chuẩn bị này các bạn sẽ hỗ trợ bạn giải thích cho các bạn kỹ hơn đấy nếu như các bạn xem video của mình mà các bạn không hiểu ok nhá đấy nhưng mà mình nghĩ là xem video của mình thì các bạn đều hiểu thôi nếu các bạn xem video trước của mình thì các bạn lại càng hiểu hơn đấy chỉ cái nó áp dụng cách áp dụng nó hơi khác nhau một chút không có cái gì cả hôm trước thì mình thấy có một cái bảng chia vốn cơ không biết là cái bảng đấy nó đâu mất rồi thì mình sẽ tìm cái bảng đấy mình sẽ đăng lên cho các bạn sau nhé và có thể là hỗ trợ các bạn sau nhé đấy nói chung là hôm nay thì mình cũng chỉ giới thiệu qua cái event cho các bạn thôi đấy nếu bạn nào mà tham gia về cái mức vốn đấy là 130k thì các bạn đăng ký tài khoản của mình ấy đấy thì cứ liên hệ qua cho mình đi đấy 130k trở lên là mình đã hỗ trợ các bạn đến 50k nha các bạn và mình tiến hành là mình uh, chuyển thẳng cho các bạn nhé chứ không là đập vào uh, trong nền tảng covid đâu nhé đấy còn 23k kia thì các bạn sẽ nhận được đấy là covid hoặc sẽ tự cộng vào cái tài khoản uh, game covid cho các bạn Đấy còn 50k của mình là mình sẽ đẩy thẳng cho các bạn nhé Đấy nên các bạn nhanh tay Đấy đăng ký tài khoản Nếu các bạn muốn tham gia thì nhanh tay là đăng ký tài khoản và liên hệ qua cho mình Nếu như các bạn tham gia ở mức là 130k thì mình sẽ hỗ trợ các bạn đến 50k cho các bạn Đấy rất là uy tín nhé Mình mình nói là mình làm thì các bạn Ok thì nói chung là video ngày hôm nay thì mình xin phép phải dừng tại đây thôi nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video của mình Đấy, kiếm tiền ở trên nền tảng có này thì nó rất đơn giản thôi Quan trọng là các bạn phải quản trị vốn thôi nha các bạn Ok, chúc các bạn có một cái trải nghiệm thật tốt ở trên cái nền tảng có nha Ok nha các bạn thì giờ thì mình sẽ tiến hành là quay số trúng thưởng nha. Thì các bạn mà được thì hãy hẹn hệ qua Telegram giúp mình để nhận 50k nha các bạn. Uh, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.